Học tập dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn để tìm ra những giải pháp tối ưu cho việc phát triển kinh doanh online. Truy cập ngay atpacademy.vn. atpacademy.vn, nâng tầm tri thức. Bí quyết giúp ABAC English vươn lên thành chuỗi trung tâm tiếng Anh số 1 chỉ sau 2 năm. Chọn lằn danh đại dương xanh và đi nhanh như thế giới di động. Tốc độ mở trung tâm ABAC English được ví như thế giới di động trên thị trường trung tâm Anh ngữ. Chỉ trong vòng 2 năm, đơn vị này đã mở tới 50 trung tâm và dự kiến sẽ tăng lên 60 trung tâm trong năm nay. Xét về số lượng trung tâm, ABAC đã vượt xa ngôi đầu của ILA, chuỗi trung tâm tiếng Anh 16 năm tuổi, tiến tới dẫn đầu về số lượng học sinh trên thị trường được coi như đại dương đỏ này. 17 giờ tại trung tâm ABAC English Hoàng Đạo Thúy, các em học sinh đang ăn nhẹ để chuẩn bị cho buổi học chiều. Trong phòng học Harvard, một giảng viên nước ngoài đang chuẩn bị giáo án. Harvard là phòng học lớn nhất của trung tâm, được bài trí mô phỏng theo phòng họp Quốc hội Mỹ. Cũng như các phòng học Yale, Princeton, nơi đây được bố trí như trường quay thu nhỏ. Mỗi tuần, các em học sinh sẽ đứng trước lớp thuyết trình bằng tiếng Anh và được quay lại. Clip nói tiếng Anh của các em sẽ được đăng tải lên website nhằm kích thích hứng thú học tập của các em, đồng thời cũng dấy lên niềm tự hào của các bậc cha mẹ. Đây là một những điểm khác biệt của ABAC English vươn lên dẫn đầu thị trường trung tâm tiếng Anh, thị trường mà ông chủ Nguyễn Ngọc Thủy thừa nhận là đại dương đỏ ngầu. Mà để sinh tồn và vươn lên được, phải tìm ra bí quyết và sự khác biệt. Chúng tôi luôn hướng tới thị trường đại dương xanh. Nếu trong trường hợp thị trường không thể là đại dương xanh, thì phải luôn tìm ra khác biệt, mà tôi gọi là lằn danh đại dương xanh trong thị trường đại dương đỏ. Chủ tịch Hội đồng Quản trị E-Group kiêm Chủ tịch chuỗi ABAC English Nguyễn Ngọc Thủy nói, chọn lằn danh đại dương xanh và đi nhanh như thế giới di động. Ông Nguyễn Ngọc Thủy cho biết, phương châm hoạt động của ABAC English là mượn, giành, dẫn. Mượn công nghệ của nước ngoài, giành thị phần nhằm dẫn đầu thị trường. Đã mượn công nghệ thì phải mượn của công ty số 1. Và ABAC chọn Trung Dam, một tập đoàn giáo dục đã vươn ra 8 quốc gia và sản phẩm có nhiều nét đặc biệt, trùng với lý thuyết kinh doanh của ông Thủy, nhắm tới mục đích để trẻ thích học tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ mẹ đẻ thứ hai. Trong khi hàng loạt trung tâm tiếng Anh mở ra, dùng phương pháp cũ để đào tạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm lấy các chứng chỉ như IELTS, TOEFL với mục đích du học, thì ABAC hướng đến mục tiêu đầu tiên là các em thích học tiếng Anh, thích nói tiếng Anh, tự tin vào bản thân. Trong 120 chủ đề trong cuộc sống đời thường và kiến thức tổng hợp của 6 môn lịch sử, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, toán học, nghệ thuật và giáo dục thể chất, các học sinh được tự tư duy phát triển các chủ đề bằng tiếng Anh. Các bài luận thuyết trình trước lớp cũng được xây dựng nhằm hướng đến phát triển tư duy sáng tạo, phản biện cho trẻ, khắc phục được nhược điểm cố hữu không dám nói hoặc sợ nói sai ở trẻ. Khi nói tiếng Anh liên tục và nói một cách tự nhiên, tiếng Anh bật ra như một phản xạ thì các em sẽ được học về ngữ pháp. Các kỹ năng như nghe, nói, đọc, viết cứ thế mà hình thành, giúp trẻ thích học tiếng Anh một cách tự nhiên chứ không gò ép. Ông Thủy cho biết đây cũng là một điểm mạnh của ABAC English so với các trung tâm tiếng Anh trên thị trường. Khi đã có sẵn sản phẩm chuẩn mực, ABAC bắt đầu tăng tốc và giành thị phần. Trung tâm Anh ngữ ABAC English đầu tiên được mở vào tháng 5 2015. Đến hết năm 2016, ABAC cán mốc 25 trung tâm và tính đến nay, công ty này đã mở tới 50 trung tâm. Từ nay đến cuối năm, ABAC sẽ mở thêm 10 trung tâm nữa, trải dài từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Hiện ở Hà Nội, chúng tôi tương đối phủ với 25 trung tâm, vẫn sẽ mở rộng nhưng tốc độ cũng không cần nhanh nữa. Tôi muốn đẩy mạnh thật nhanh các tỉnh miền Bắc, miền Trung và đi vào miền Nam. Miền Nam đợt tới sẽ mở ở Đồng Nai và Bình Dương. Các tỉnh có rất nhiều trung tâm tiếng Anh, nhưng đa phần chưa phải là phân khúc đối thủ của ABAC, đó chính là đại dương xanh của chúng tôi, ông Thủy tâm sự. Hiện ABAC đã dẫn đầu thị trường về số lượng trung tâm, đích đến tiếp theo là dẫn đầu về số lượng học viên. Ở thời điểm hiện tại, các trung tâm của ABAC vẫn chưa chạy hết công suất. Nếu các trung tâm đều lấp đầy, số học viên của ABAC có thể lên tới 80.000 người, gấp đôi số lượng học viên hiện tại của chuỗi trung tâm tiếng Anh số 1 thị trường ILA. Điều gì giúp ABAC có tốc độ mở rộng thần tốc như vậy? Theo ông Thủy, bí quyết nằm ở quy mô trung tâm nhỏ gọn với diện tích từ 500 đến 700 m2, bám vào các khu dân cư, hướng tới việc không để khách phải đưa con đi học quá xa, thậm chí là cô giúp việc cũng có thể dắt cháu đi học được. Sau khi tìm ra công thức chuẩn về diện tích,
định biên nhân sự, số phòng học, số học viên và thời gian lấp đầy. APAS tự tin vươn ra toàn quốc với công nghệ quản trị được bổ khuyết từ Trung Nam, giúp ổn định chất lượng giáo dục dù mở đến trung tâm thứ 10 hay là 100. Nhân viên cần mang gen khởi nghiệp, từ giảng viên đến bảo vệ đều phải thực thi xuất sắc nhiệm vụ của mình. Một yếu tố khác cũng không kém phần quan trọng trong bước tiến thần tốc của APAS, như nhìn nhận của ông Thủy, là tinh thần khởi nghiệp trong mỗi người, từ người lãnh đạo tới nhân viên. Bộ máy của APAS gồm những người trẻ giàu hoài bão, khát vọng. Họ dám nghĩ, dám làm, có thể chiến đấu ngày đêm. Slogan của chúng tôi, hãy mơ ước, hãy chinh phục. Nhưng mơ ở đây không phải là mơ mộng viển vông. Các bạn có thể mơ lớn, nhưng phải bắt đầu từ những cái nhỏ. Dám nghĩ, dám làm, dám theo đuổi tận cùng giấc mơ và dám chịu trách nhiệm. Thành công là của tất cả, nhưng thất bại là của người đứng đầu, ông Thủy nói. Nhờ bộ gen khởi nghiệp ấy, mỗi người trong APAS đều cố gắng thực thi nhiệm vụ của mình xuất sắc mỗi ngày. Từ người bảo vệ, nhân viên chăm sóc khách hàng, giảng viên đều có trách nhiệm của mình, biết việc của mình và thực thi xuất sắc công việc của mình mỗi ngày. Rất khó lý giải tại sao có công ty làm nhanh, có công ty làm chậm, nhưng tôi nghĩ nó nằm ở tinh thần, tố chất và phương châm hoạt động của tổ chức ấy, ông Thủy nhận định. Ngay cả khi tuyển dụng, ông Thủy cho biết APAS cũng chọn người phù hợp với bộ gen, với tinh thần khởi nghiệp ấy. APAS English chỉ hướng tới dạy tiếng Anh cho con nhà giàu. Không, tôi muốn hướng tới thị trường mass, thị trường đại chúng. Trong đó, mọi gia đình, mọi người đều có thể tiếp cận dịch vụ đào tạo tiếng Anh tốt nhất, chứ không phải cứ cao cấp là chỉ dành cho nhà giàu. Theo Bảo Bảo Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.